Cháu Đào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Đấy, hiện tại thì hai chị em đang có mặt tại tuyến đường thôn Đoàn Kết của bác ạ. Hôm nay thì vào xem bà con trên này là nghiền đá. Đấy, cũng như là quay cho các ông bà, cô bác xem. Đấy, xem là bà con trên này là tiến triển đến đâu rồi. Đấy, hôm nay là mấy nghiền là nhai đá ở bên này rồi, cô bác ạ. Quái thú. Đấy, quái thú lên nhai đá ở đây rồi. Đấy, thì hôm nay các anh nghiền đá là nhìn từ xa là không có anh nào có khẩu trang này, chị Thắm ạ. Thế à, hôm nay là hai chị em mình lên đúng lúc rồi. Đấy, hôm nay thì nhóm chúng em cũng mua cho các anh làm đường là mấy hộp khẩu trang của bác ạ, để các anh là đeo rồi là đỡ bụi ấy. Đấy, hôm trước thì cũng thay mặt là cô Thọ Ninh, đấy là cô có giúp 600.000 cho chúng cháu để lên mua kính với lại mũ cho các anh đập đá. Thế hôm nay thì các anh là một số anh chị là đang ở trong cua bên kia để đập đá, còn những anh con trai thì ở bên này để nghiền đá của bác ạ. Thế thì hôm nay là cũng mua mấy hộp khẩu trang lên trên này để cho các anh dùng. Đấy, ngoài ra thì chị Thắm cũng cầm theo một túi kem. Đấy, chị Thắm là mua kem cho các anh chị làm đường trên này của bác ạ. Được rất là nhiều ấy, một túi liền. Đấy là các anh là làm nóng này là có que kem là tuyệt vời nhỉ chị Thắm nhỉ? Đúng, như chị em mình đi đường ấy, nóng mà có nước mát thì lúc ấy có phải là tuyệt vời không? Vâng, như kiểu là khỏe hơn luôn ấy nhỉ, uống vào ấy. Đấy, đập đá mỗi ngày nắng nôi. Vâng, nắng nôi, đấy có kem là đỡ mệt hơn luôn đấy. Đấy, để em xách cái khẩu trang cho chị Thắm. Thấy vẹo hết người rồi. Cái kem này phải 5 cân rồi. Cái kem này nhiều mà. Cái này thì bao nhiêu cây nhỉ? Quên mất rồi, nãy chị em mình mua ấy. Hơn 100 cây. Hơn 100 cây nhỉ. Nhưng mà... Hơn 1 tí, vâng, vâng. Tí đó không đủ mỗi ngày 1 cây thì chị... Đủ mỗi ngày 1 cây thì nhìn nhau ăn. Đấy, tôi là cứ mua ra lên rồi là cho các anh chị em. Nếu mà thừa nhiều ít bà con thì mỗi ngày 2 que. Đấy. Bà con là thích ăn kem lắm ấy, tại vì là mùa đông là đi qua đường còn thấy mọi người là ở đường ăn kem. Ăn kem. Vâng. Ăn kem. Vâng. Còn đây là khẩu trang, các anh đang đập đá thì phát cho các anh luôn. Ui bụi lắm chị Thắm ạ. Các anh không ai có khẩu trang hết rồi. Thế phát khẩu trang trước á nhỉ, hay bảo các anh nghỉ tay một tí để ăn kem. Không thì kem lại tan hết đây. Bảo các anh nghỉ một tí nhỉ, không phát khẩu trang rồi ăn kem luôn. Đưa khẩu trang cho trước à? Chị đeo trước. Đeo trước, chị đeo trước. Thôi em cũng không đeo. Đấy. Em cũng là để khẩu trang ở ngoài xe rồi. Xin. Nghiền được khá là nhiều ấy nhỉ chị Thắm nhỉ? Đây. Vâng, được một đống rồi mà. Thank you.
Mà con bảo các anh là nghỉ ăn kem á. Trong kia đông không nhỉ? Trong kia còn đông không hả anh? Dạ. Ừ. Đông à? Tầm khoảng mấy chục người. Mấy người đó. Đây ăn kem này anh. Anh này là đứng xúc bột lấy lá cây làm khẩu trang chị Thắm ạ. Mỗi người lấy một cây nữa đi. Này, mỗi người một cây nữa. Anh áo vàng này lấy cái lá cây để làm khẩu trang bịt hai cái lỗ mũi vào. May là hôm nay là có mang khẩu trang lên. Hôm nay bà con cũng nghiền đái rất là bụi. Thì cô bác nhìn là quần áo rồi là tóc ấy là nhuộm thành màu bạc hết rồi. Trong kia là vẫn còn người đấy chị Thắm ạ. Đấy, trời nóng như này là được mỗi người một que kem. Ăn kem hả ông ơi? Đi vào trong kia kìa. Chị để hai bịch khẩu trang này nhá, bảo là các anh chị nào đứt thì lại dùng. Chị đây cái hai bịch à. Đây cái này là khẩu trang nhá, tí các anh chị ông bà ở đây làm đá ở đây bụi quá ấy, thì ai chưa có thì lấy ở đây đeo vào. Đấy không thì là bị đứt ấy, thì lấy ở đây đeo nhá. Đấy cho đỡ bụi. Nãy chồng lên là thấy các anh các bác ở đây là không anh nào có khẩu trang hết, nhìn rất là bụi luôn. Đấy cháu vừa đi qua thôi mà nhìn người bụi quá tại vì nghiền đá ấy. Đi vào trên canh đập đá một tí nhỉ? Còn bác này có kem chưa nhỉ? Còn ai chưa có kem không? Đây này, đây có một túi này không có, để lấy chỗ bác này. À, đây có kem à? Ở đây. Để lại đây một túi rồi. Thế thì đi vào trong kia sợ kem tan. Thế lúc nữa là quay lại xem các anh làm sau nhá. Em bé đi theo bố mẹ làm đường. Trong này không biết là còn đông không? Hơn chục người. Hơn chục người à? Ôi ôi, nhìn các anh nghiền bột đá là nhìn bụi thật. Em vừa lên em thấy cái anh áo vàng kia lấy hai cái lá cây để bịt cái lỗ mũi vào. Vâng, để làm khẩu trang ấy, nhưng mà mình nói chuyện bằng mồm thì nó vẫn từ mồm vào thôi. Đấy, nên là có khẩu trang là đỡ hơn. Nói chung là chắc là cũng đông đấy, tại vì là trên này thì lúc nào lên cũng thấy bà con là rất là đông của bác ạ, cùng nhau để làm. Bà con đi làm nhiệt tình thế này, mấy chị em đi lên cũng vui nhỉ. Vui nhỉ. Tại vì là ở đây thì gọi là bà con là biết nắm bắt cơ hội. Đấy, có các ông bà, cô bác giúp là mọi người là hôm nào cũng đến luôn đấy cô bác. Những hôm mưa thì không biết làm thôi. Đấy. Còn bà con thế tối mưa còn sợ là mưa, mai không đi làm đường vâng, được mà. Bà con sợ mưa. Ở đâu ta? Hôm qua là đập ở đây này. Ở đây thì đập được rất là nhiều đá rồi. Nghiền ở ngoài kia xong thì tiếp tục là mang cái máy nghiền vào trong này để nghiền tiếp. Ở đây thì bà con cũng đập nhỏ ra hết rồi. Ồ, chắc là ở trong kia rồi, chị Thắm ạ. Vào trong cua trong kia. Vâng, tại vì hôm trước em hỏi anh gì bảo đập đây xong thì chuyển vào trong kia. Vâng. Em không ăn. Em ăn, em sợ em vừa ăn vừa nói không ra lời. Tí nghỉ cùng bà con thì ăn. Tí đó đi ăn cùng bà con nhé. Vâng. Ồ, đây bà con giải đẹp thật chị Thắm nhỉ. Đây này. Thế này có mưa xuống không sợ.
cái này mưa là vẫn đi được này, do là bà con cũng giải qua rồi. Vâng, chú. Đi làm đường về à chú? Đi một cát đây. Đi lấy nước á? À? Ừ. À, thế là mọi người làm ở trong này đúng không à chú? Ừ. Lâu không đi á? Lâu có tổ, bà tổ. Đấy, chú đi lấy nước. Chắc là cũng mang theo nhưng mà do là trời nắng ấy, nên là mọi người mất nước, ngửa ra mồ hôi ấy cô bác. Nên là chỗ này đẹp rồi. Mồ hôi uống nước nhiều, phải về lấy nước. Đoạn này đẹp nhỉ chị Thắm nhỉ, rộng này. Đoạn này là không có đá ấy, nên là nhìn nó rộng hơn. Bà con cũng sửa qua rồi, trước đây lúc anh chị em mình vào khảo sát không to thế này đâu. Lúc đấy đá còn lông mô bà con ở, chỉ nên nó lầm nhờ mở vâng. Giữa lòng đường ấy. Vâng. Bà con sửa xong là cũng rộng hơn hai bên ấy. Đường này thì không lâu nữa là lại có một tuyến đường mới ở trên thôn, cô bác ạ, trên thôn. Vâng, trên thôn thôn Đoàn Kết. À đây có hai em bé. Nên mua chi? À đi xem các ông bà làm đường à? Cháu xin cô chứ? Đi học không? Hả? Đấy đúng rồi, đi học không? À đi à? Đấy, đi chơi đi, đi xuống tuyến đường chơi nhỉ? Vâng, chắc đông rồi. Trong dưới này rồi chị Thắm ạ. Có. À bác có. Dạ. Vâng, cháu chào bác ạ. Vâng, bác. Ăn kem. Bảo bà con nghỉ một tí ăn kem bác ạ. Vâng. Ở đây cũng là khá là đông đấy cô bác ạ. Đấy, các anh đập đá là vẫn có kính đây. Đấy. Vâng. Em xin. Các bà đang cảm ơn đấy chị Thắm ạ. Chị nghe được mà. Nghe được à? Câu này dễ dễ nghe được. Nóng như này là ăn kem là mát nhảy vào nhỉ. Ê. À đây đây có một bé này. Bé này là nãy ở bên kia nhỉ chị Thắm nhỉ? Ngoài đấy nhỉ. Vâng. Ăn đi bác bó, ăn cùng bà con cho vui. Ê, còn hai chị dưới kia lên ăn kem này. Cháu mời các ông bà cô bác ăn kem. Ăn kem. Vâng vâng, ông ăn đi thì cháu ăn sau ạ. Ở đây là một tổ bác bó. Và đây một chuyên một tổ đạo đá, một tổ nhiệt đá, một tổ chuyển một đán. À thế là hôm nay là ba tổ làm đúng không? Vâng. Vâng. Cháu vừa đi qua chỗ bên kia. À, chỗ các anh đang nghiền đá ấy, thấy bụi quá. Vâng, hôm nay thì chúng cháu cũng mua ít khẩu trang lên trên này để phát cho các anh chị các ông bà làm đường ấy. Bên kia rất là bụi, nãy thấy anh ở bên kia nghiền đá là dùng lá cây làm khẩu trang. Các anh ăn kem xong thì lấy khẩu trang ở đây nhá, để đập đá ấy. Đây có hai hộp này, nãy để bên kia hai hộp rồi, đã bay vào mặt, đeo khẩu trang vào đỡ bụi nữa. Ôi, ông không nghỉ luôn này, vừa ăn kem vừa đập đá luôn này. Đây có hai anh dưới kia lên ăn kem ở đây này. Hai anh này đeo kính đen rồi. Đeo kính đen là không thấy trời nắng. Không thấy trời nắng. Ăn kem này anh ơi. Các anh ngại. Ừ.
Đây này, bạn nào ăn hết rồi thế đấy? Bạn trai kia kìa, ăn hết ở đây có này. Ở đây có nhiều, không ăn kịp thì nó cũng tan hết mà. Ai ăn hết thì lấy ở đây này. Các chị xấu hổ. Quay ở đây dễ có người yêu lắm chị ạ. Ở đây có chị nào chưa có chồng không? Quay ở đây dễ có người yêu lắm. Hôm trước là có quay một chị thì có các anh hỏi bảo là chị có chồng chưa. Hôm qua em nào vừa hỏi lại thì chị có chồng rồi, của bác ạ. Bà đi lấy củi về à? Cái này là củi ở trên vùng cao ấy, cô bác ạ. Đấy, bà con trên này là thường đun bằng cái cây này thôi, không có những cây củi to. Cái này là những cây cỏ chặt để trước rồi, khô là đi lấy về thôi. Nó kê lê phò. Và đi lấy củi về. À, bà hôm qua chị Thắm ạ, phải không nhỉ? Bà hôm qua chị em mình đưa nước cho. À, phải rồi, phải rồi. Mì tu. Cái này lấy về đun này, cái cây cỏ thôi. Lấy về đun đấy chị ạ. Ngon nhỉ. Ăn không? Em đang quay một tí thì em ăn sau. Đây đâu, đâu bảo bà con chị là ăn xong thì lấy về ăn đi, không để nó tan hết á. Vâng, nãy em bảo rồi mà. Đây đây vẫn còn nhiều này. Nó thể mùa. Ở đây vẫn còn này. Cô hân đào liền. Chị này xinh gái nhỉ, chị Thắm nhỉ? Chị kia à? Có chồng chưa chị? À, hai con rồi à? Em tưởng chưa có thì các anh hỏi thì em còn biết giới thiệu ấy. Thì hôm trước lên cũng có. Trên này có nhiều chị xinh gái lắm cô bác ạ. Thế bạn kia bảo bản này có nhiều người cô chưa chồng mà. Bản gái xinh. Chị là có chồng rồi. Còn anh ạ, còn. Vâng, còn. Còn. Còn nhiều ba. Trời nắng này là nó tan nhanh lắm. Bác bó ở đây còn này bác. Đấy. Kem ở đây vẫn còn. Bác để dành cho các anh thanh niên đập đá ăn cơ, nhưng ở đây còn nhiều bác ạ.
chưa có về đã đi rồi. Anh này nhìn giống như cái gì nhỉ? Giống người Hùng ấy chị Tấm. Cái xem ở trong phim ấy. Hay hả? Phải không nhỉ? Mafia ấy. Đeo kính. Nhờ nhìn anh à, thanh niên mà khỏe bê hẳn cục đá to đùng này. Đeo kính à. Chị thấy giống thầy bói giỡn thôi. Giống thầy bói à? Không phải là thầy bói hay đeo kính như thế à? Thầy bói đi làm đường. Các anh các bác còn không nghỉ luôn đó chị Thám ạ, vừa ăn kem vừa làm luôn. Thần vào đây này. Không nghỉ trưa thế là có ai mang cơm đến đây không hả bác? À, về ăn cơm ở nhà. Vâng, tại vì là có những hôm cháu lên là thấy bà con ăn cơm ở trên này đấy, mang mèn mén đến để ăn đấy. Có những hôm những người ở xa ấy là mang cơm đến đấy, bác phó bảo là làm lúc nào đói thì ăn ăn lúc đấy thôi, không làm luôn. Vâng. Cái đập nhỏ ra mới nghiền được. Vâng, không cái cục to này không đút vào được cái bánh nghiền ấy. Không nhai được. Cả các em nhỏ nữa này đến đây để bê đá này. Đó như kiểu bố mẹ đi làm ấy. Vâng. Các em ra đây ra là bê được hòn đá là thì bê. Nói chung là từ nhỏ làm việc nhỏ thôi. Đây là phải đi bê những tảng đá đập ở dưới kia lên trên này để bà con trên này là tập trung là đập một chỗ thôi cô bác ạ, để mình nữa là mang cái nghiền vào trong này. Thế mọi người ăn xong rồi ấy, chị Thắm ạ. Các anh chị ông bà ăn xong rồi thì lấy khẩu trang cho thôi nhỉ. Không à, chị em mình để đấy là các bà các cô cũng không dám lấy ấy. Đấy, đưa cho cầm luôn, ăn xong thì làm luôn thì là có khẩu trang luôn. Bà đeo khẩu trang mà làm nó khẩu vụn đó nhé. Ni à, bò. Bò gì bò? Đỡ vụi. Ở trên này vẫn còn một hộp bác ạ. Tí tí bác mọi người làm đứt dây ấy, hay là ai chưa có thì bác bỏ lễ ở đây đeo nhé. Thế lần này anh này mà đeo khẩu trang mà nghĩa là nhìn giống mafia thật rồi. Đập đá này đeo vào là cũng đỡ sợ đá bay vào mặt nhỉ chị nhỉ? Là bay vào mặt thì có khẩu trang phải. Vâng. Cả
dắt cái khẩu trang vào đá tự tin hơn. Đúng rồi, như các anh hôm qua bảo đeo kính vào đập tự tin hơn đấy. Anh gì ơi? Ây à, xin chào nhá. Vâng. Mấy anh em là vừa đi lấy đồ về à? Vâng, vừa đi lấy rào với lại quất xẻ mọi thứ. Vâng. Nói chung là những cái dụng cụ là cần thiết đấy. Vâng, thế là ra tận huyện lấy à anh? Ra tận huyện đâu mà. Vâng, thế là mấy anh em vất vả rồi. Vừa về đến đây. Vừa về đến đây. Vâng, lấy hai cái xẻ về làm cái cám để thế vào trong kia ăn kem anh ạ. Mấy chị Thắm có mua kem lên. À vâng rồi. Chị Thắm có mua kem lên cho các ông bà làm đường ăn ấy, các chị em nữa. Như thế thì là phiền hai chị em quá. Đâu rồi, thế. Lấy kem vào cho bà con đấy. Thấy bà con tích cực thế này là vui rồi. Đúng rồi, hôm nay là có hai nhóm đấy. Cả có... đập đá và cũng nghiệp bộ đá luôn. Vâng, bác bó đang ở bên này đấy. Vâng. Anh em đang lên trên huyện lấy vật mọi thứ ấy, nên là bác bó cũng bảo là sáng. Đi từ sáng rồi anh. Vâng, đi từ sáng rồi mà. Vâng, anh dì là vất vả lắm của bác ạ. Sáng dậy là đi làm đường rồi tin đến trưa là đi cùng bác Xuân Thiệu để đi làm, đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Thế đi lấy những được những đồ gì anh? Ở đây thì ba anh em là lấy xe máy, ba con xe đi chở hai can dầu với lại cái kim hốt đá ấy. Kim hốt đá. Cái kim đấy là lấy 5 cái. 5 cái lại kim. Hai cái xẻ. Vâng. Rồi là những cái ốc vít về cái máy nghiền nữa. Vâng, nói chung các anh con trai biết thì là hộ chúng em những việc này thôi. Vì chúng em là con gái nên là cũng chẳng biết là máy nó cần đồ gì sửa chữa gì ấy cũng chẳng biết được. May có anh gì ở trên này nữa. Vâng. Là các anh đi lấy cái những cái đồ là cần thiết để về để sửa chữa cái máy. Bây giờ nghiền là phải ra lấy dầu thường xuyên đấy anh ạ. Ra lấy dầu. Bây giờ chuyển lúc bắt đầu thì lấy hai can dầu trước. Vâng, hai can dầu để nghiền. Hôm nay là cũng tổ đầu tiên nghiền bên kia nhỉ? Đúng rồi, hai tổ đầu tiên để nghiền trước đấy. Vâng. Là nghiền dần dần thôi ít. Sợ ít nữa là lại có mưa thì không làm được. Vâng. Đấy, cứ nghiền thôi. Bà con tập trung ở dưới này là một hòm nữa để bên nữa là mang máy nghiền sang bên này nghiền nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà nghiệp cái bên kia xong thì cứ chuyển dần dần sang bên này. Vâng. 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 Thì nắng lắm anh ạ, cứ đi sang bên kia đi. Vâng. Đội mũ vào anh ạ, nắng lắm. Ôi trời. Cái mũ hôm nay đi không nhớ ấy. Không nhớ. Để có vẻ nhà. Vâng, rồi. Nắng lắm bát hết cả đầu. Bát đi làm à? Đấy, bác vừa đi lấy nước này. Lấy cả cái giấy thông đi à? Giấy thông. Buồn nên mình làm một đĩa nhỉ. Vâng. Bát đi vào trong. Vâng, thế em sang bên này một tí nhá anh nhá. Vâng. Rồi rồi. Vâng em ơi. Vâng. Em vào sang bên này xem máy nghiền một tí. Rồi, mỗi người đi một vâng vâng.